Trần Văn Tung là phạm nhân đang chấp hành án 20 năm tù về tội giết người theo quyết định thi hành bản án số 31/2018K ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại trại giam Đại Bình, thôn Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 10, Tung đã trốn khỏi trại giam Đại Bình. Đặc điểm nhận dạng phạm nhân: cao 1,6 m, da vàng, tóc ngắn, có vết sẹo thẳng 1 cm trên sau đuôi lông mày phải quyết định truy nã Trần Văn Tuân. Bất cứ người nào cũng có quyền tóm và giải ngay Trần Văn Tuân tới cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi tóm hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho trại giam đại bình theo số 0918772277 hoặc 0919001967.